Hello, em xin chào tất cả chị gái luôn ha. Em xin giới thiệu, em là Kim Hoa, nhân viên bán hàng của cơ sở Ngọc Trai Salon Quốc. Và hôm nay em gái giới thiệu mấy chị, đây là mẫu bông tai mới ra mắt bên em nha mấy chị ơi. Mẫu bông tai mã sản phẩm là bông tai 2026. Mẫu này bên em là ngọc 9 ly kết hợp với bạc y 925 bạc đeo không đen không xỉ màu. Và thiết kế đính đá xung quanh rất là sang luôn. Mẫu này bên em thì có giá 1 triệu 2 đang giảm cho mấy chị còn 800 ngàn. 800 ngàn một mẫu, một đôi bông tai 2026 luôn. Em có ngọc trắng ánh hồng nè, màu hồng ánh tím nè, màu vàng nè. Đó, ngoài ra có ngọc màu hồng ánh cam luôn, màu đen luôn. Chị yêu các em trên live chim. Chị em của chị đẹp của em thích mẫu bông tai 2026 kèm màu, kèm số điện thoại bên dưới là có đơn luôn ha. Dạ rồi, mua hàng thì em gái gửi kèm cho mấy chị thẻ bảo hành 3 năm. Trên thẻ bảo hành thì có số điện thoại và địa chỉ bên em. Dạ rồi, ngày nào em gái cũng like ở trang Ngọc Trai Phú Quốc nha mấy chị. Trang có hình nền hai con rồng màu vàng, cái nền màu đen. Đó, mấy chị đẹp của em nhớ đón xem khung giờ like của em gái vào lúc 12 giờ cho đến 16 giờ hàng ngày để nhận nhiều quà tặng hấp dẫn mấy chị ha. Dạ rồi, chị yêu của em thích mẫu 2026 kèm mã sản phẩm kèm số điện thoại là có đơn luôn, em đeo thử cho mấy chị xem luôn nha. Bông là bông khóa gài nha mấy chị, rất là chắc chắn luôn. Thích mẫu 2026 comment kèm màu kèm số điện thoại cho em gái luôn ạ. Khóa gài với mấy chị mẫu to luôn nha, đeo lên sang trọng quý phái luôn. Dạ là cảm ơn mấy chị đẹp đã theo dõi video này của em luôn ha. Bye bye, chào tất cả chị gái nha.